Nhã Phương từng đóng phim cùng Moonbin Asho có hành động ý nghĩa khi hay tin nam idol qua đời. Trước khi được biết đến với vai trò là một thành viên của Asho, Moonbin đã là một diễn viên nhí tiềm năng. Anh chàng từng đảm nhận vai Ji-jung, Kim Bum đóng khi trưởng thành, lúc nhỏ trong bộ phim huyền thoại Vườn Sao Băng. Trưởng thành, Moonbin tiếp tục đóng phim nhưng chỉ nhận các vai phụ hoặc khách mời. Mới đây, dân tình đã không khỏi xót xa bàng hoàng khi nghe tin về sự ra đi của Moonbin khi mới chỉ 25 tuổi. Nhiều khán giả đã từng rất mong anh chàng sẽ được đóng vai chính trong một bộ phim nhưng giờ đã không thể nữa. Hiện tại, người ta chỉ còn có thể thấy Moonbin diễn xuất trong các thước phim cũ. Được biết, ở thời điểm vẫn là thực tập sinh chờ debut trong công ty, Moonbin đã có cơ hội tham gia vào một bộ phim hợp tác Việt-Hàn mang tên Tuổi Thanh Xuân. Dù không có nhiều thời lượng lên sóng, thế nhưng anh chàng vẫn khiến khán giả bồi hồi nhớ lại. Ở Tuổi Thanh Xuân do Nhã Phương và Kang Tae-ho đóng chính, Moonbin đã tái hiện lại hành trình khi còn là một thực tập sinh chờ debut của mình. Moonbin xuất hiện trong phân cảnh tập luyện cùng nam chính Kang Tae-ho ở phòng tập. Vì sự lơ đãng của nam chính, Moonbin dù chăm chỉ tập luyện không ngừng cũng bị vạ lây và phải nghe những lời mắng chửi thậm tệ của quản lý. Nhìn lại hình ảnh anh chàng phải cúi gằm mặt khi nghe mắng vừa khiến khán giả vừa thương vừa nhớ. Không chỉ là một idol tài năng, Moonbin còn là một diễn viên được đánh giá tốt. Tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng visual sáng bừng của anh chàng vẫn đủ sức chinh phục khán giả. Sự ra đi của sao nam 25 tuổi này đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, đau đớn và xót xa. Với cương vị là người từng đóng phim chung, dù không lên tiếng hay chia sẻ thông tin gì, nhưng việc không cập nhật trang cá nhân của Nhã Phương cũng được khán giả hết lời khen ngợi. Tin tức Moonbin Asho qua đời từ tối muộn ngày 19 tháng 4 hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, thi thể của nam idol được quản lý tìm thấy tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul vào lúc 20 giờ 10 phút. Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của thành viên Asho được cho là tự tử. Sự ra đi đột ngột của Moonbin ở độ tuổi 25 khiến cả showbiz Hàn chấn động. Hàng loạt ngôi sao bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nam idol qua những động thái đầy ý nghĩa. Công ty giải trí Mystic Story đã thông báo hủy bỏ lịch trình hoạt động tuần này của nhóm Billy vì thành viên Moonsua, em gái của Moonbin. Theo net, Moonsua sẽ hoãn hủy bỏ toàn bộ hoạt động và sự kiện của nhóm trong tuần này. Cô và bố mẹ cũng là người đứng ra tổ chức tang lễ cho anh trai. Hàng loạt show thực tế, sự kiện giải trí đã tạm hoãn lịch ghi hình. Le Sserafim đã hủy lịch trình chụp ảnh trước buổi ghi hình Knowing Bros vào sáng nay 20 tháng 4 trước sự ra đi đột ngột của tiền bối. IU và đội ngũ sản xuất phim Dream hủy buổi phỏng vấn hôm nay, đồng thời gửi lời chia buồn đến Moonbin và gia đình tang quyến Jung Jae. GOT7 cũng hủy lịch quay show Radio Close Friend. Các nhóm nhạc đình đám như ITZY, Icon, Unite đều hoãn lịch phát hành sản phẩm mới. Ngay cả M Countdown cũng đang xem xét điều chỉnh việc phát sóng trực tiếp vào hôm nay. Trong khi đó, Boyplate chưa đưa ra thông báo về lịch lên sóng. Music Bank hủy bỏ việc quay phim trên đường đi làm. Tuy nhiên, chương trình vẫn sẽ phát sóng bình thường và vẫn có phụ đề gửi lời chia buồn vào cuối show. Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự tiếc thương trước tin tức qua đời của thành viên Asho. Trên trang cá nhân, diễn viên Won Hyuk Show bày tỏ sự tiếc thương với đồng nghiệp quá cố. Tôi yêu và nhớ bạn rất nhiều. Trên bản tin của đài MBC vào sáng nay, phát thanh viên Jang Seung-gyu, người từng có cơ hội hợp tác với Moonbin trong chương trình Story of the Day When You Beat Your Train mùa 3 đã rơi nước mắt khi thông báo về sự ra đi của nam idol. Moonbin có ngoại hình sáng sủa, tính cách vui vẻ, tôi không biết chuyện buồn này sẽ xảy ra với cậu ấy, tôi cầu chúc người đã khuất được yên nghỉ. Tại sân bay Hàn Quốc mới đây, các thành viên DBSK và Red Velvet đều mặc trang phục đen trắng, tưởng nhớ người đồng nghiệp, hậu bối quá cố. Nam idol quá cố có mối quan hệ thân thiết với hai nhóm nhạc. Thời còn bé, Moonbin từng góp mặt trong MV Balloon của DBSK, thành viên Asho cũng nhiều lần ghi hình chung show cùng các thành viên Red Velvet.